Dạ vâng, lại có một option giá rẻ nữa dành cho những em nào không có tiền mua màn rồi. Đó chính là chiếc màn Zahua 24 inch và tên của nó thì dài vô cùng, DHI-LM24A200 anh em ạ. Đây là một chiếc màn hình có một mức giá khá là rẻ rúng đấy, thực sự vô cùng là rẻ rúng luôn. Và nếu mà anh em mua một chiếc màn đấy, cái mục đích, mục tiêu của nó là gì? Dành cho những ai gọi là đang không có quá là nhiều tiền để tiêu cho màn này, đang những ai là không có màn này mà cũng không muốn chi kiểu một số tiền quá lớn này, và những ai đang kiểu sử dụng một chiếc màn này cho xem phim, sử dụng tác vụ cơ bản, văn phòng, vân vân và vân vân, có thể chơi game một tí nữa, nhưng chơi những tựa game như kiểu đấy là mình điện thoại thôi chứ không phải là tựa game FPS nhá, thì đây là một cái giải pháp cực kỳ tuyệt vời cho các bạn luôn. Và bây giờ cùng mình review xem em này có gì hay ho và đặc biệt nhá. Chúng ta sẽ có này, màn hình 24 inch LED này, phản hồi nhanh này, viền màn hình siêu nhỏ, độ phân giải Full HD và chống ánh sáng xanh em ạ. Nói chung đầy đủ tất cả các tính năng cho một chiếc màn hình 2022 như này. Trong hộp của em này ta sẽ có được là một cục nguồn này, một dây HDMI và một chiếc màn này anh em nhá. Anh em có thể thấy ở đây, dạ vâng, chiếc màn chúng ta nhìn trông rất xịn sò và vô cùng là sành điệu đúng không ạ? Viền rất là mỏng, thực sự rất là mỏng luôn. Nhà tấm nền thì đây là tấm nền Full HD VA thôi anh em nhá. Nhưng mà trong tầm 2-3 triệu rưỡi ấy thì VA là quá tuyệt vời rồi, tại vì có những tấm màn TN ấy màu nó tệ hơn rất là nhiều và cái góc nhìn nó tệ hơn rất là nhiều, thì đây là một chiếc màn VA là cũng khá là ok rồi. Và ngoài ra chúng ta sẽ còn có đó chính là độ phân giải là Full HD. Kéo về đằng sau cho tôi vẫn có thể thấy được cái ngôn ngữ thiết kế theo kiểu dáng gọi là minimalistic của nó, tức là nó khá là nhẹ nhàng và khá là dịu dàng, nó không có gì quá là gamer cả. Đây chúng ta sẽ còn có cả VESA để anh em, nếu mà anh em muốn chơi hệ tay cầm, tay arm của màn hình. Và nếu mà anh em muốn cắm cổng ấy thì ở dưới đây chúng ta sẽ có đó chính là một cổng nguồn này, một cổng đi sắp tức là VGA này, và một cổng HDMI để anh em cắm những thiết bị mới nhất trong thời điểm hiện tại nhá. Cái việc mà có VGA này thì cũng khá là tốt, tại vì đa số những anh em ấy mua những chiếc màn giá rẻ như này thì các anh em nhiều khi cũng đang chỉ gọi là dùng CPU thế đời cũ thôi, những main đời cũ thôi, và họ không có những cổng như là cổng DisplayPort, cổng HDMI, họ chỉ có VGA, họ chỉ có DVI. Thì việc mà xuất hiện một chiếc VGA ở đây, chiếc cổng VGA ở đây sẽ giúp cho chúng ta hoạt động rất là tốt, có thể cắm được tất cả mọi thứ. Còn về các tùy biến tùy chỉnh của chiếc màn hình này thì như thế nào? Đầu tiên này, chúng ta không, tất nhiên rồi, với một chiếc màn hình tầm giá như này, chân bằng nhựa như này thì làm sao mà có thể chúng ta có thể xoay trái phải đúng không? Chiếc màn hình này nó sẽ chỉ có ngửa cục thôi anh em nhá, tức là ngửa lên vài độ này, cục xuống vài độ này để đúng với cả tầm mắt của anh em thôi. Và chiếc màn hình Zahua này thì sẽ giúp cho chúng ta có thể đáp ứng được cái nhu cầu cơ bản nhất. Về các cách setting thì chúng ta sẽ có ở đây, đó chính là các nút, tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5 nút tổng cộng đấy, tổng cộng là 5 nút. Thì 5 nút ở đây sẽ có thể hiện rõ tất cả các phím đây rồi, tất cả các phím đây sẽ đều được ghi ở trên này và giúp cho anh em có thể điều chỉnh một cách dễ dàng hơn. Nhiều nhà sản xuất ý, họ còn tệ ra Zahua cơ, anh biết sao không? Bởi vì họ cho các phím ở dưới đây nhưng mà lại họ để cái chữ ở bên dưới này, hoặc là chỉ để chữ đằng sau này, làm sao setting được. Thế nên là việc Zahua để những cái chữ đằng trước này là vô cùng nghĩ cho người dùng, để chúng ta có thể dễ dàng setting, setup, sắp đặt được chiếc máy này một cách chuẩn nhất. Ok, nói thế là quá đủ về gọi là cái vẻ ngoài tấm nền này đúng không? Thì bây giờ hãy cùng mình cắm máy, bật lên và xem là nó có gì hay ho, nó có gì đặc biệt và màu sắc nó có ổn áp của mình em nhé. À đây rồi, dạ vâng, màn hình của chúng ta đã xuất hiện, đã lên hình rồi. Và theo như mình thấy ở đây ấy, thì cái màu sắc của nó cũng khá là ổn đấy. Và nhá, anh em nhá, cái tấm nền này theo như mình thấy, mình để ý này, thì đây là một cái tấm nền glossy, tức là cái tấm nền theo kiểu gọi là bóng ấy, chứ nó không phải là một cái tấm nền nó bị có một cái lớp chống chói ở trên. Thì cái này sẽ có hai cái ảnh hưởng. Thứ nhất, nó sẽ bị chói, nhưng cái tốt ấy là cái chất lượng màu nó sẽ hay hơn, đẹp hơn rất là nhiều so với cả một cái tấm kiểu như là một cái màn hình xong anh em phủ một cái lớp chống chói lên, tất nhiên là nó sẽ bị giảm hiệu năng về cái màn hình đúng không? Nhưng mà cái màn hình ấy thì theo mình thấy là không có lớp chống chói cho lắm, và nhìn trông nó rất là bóng, rất là nhạy rồi đấy, kiểu thế. Mình không biết là miêu tả thế nào, nhưng mà nhìn trông nó rất là bóng ấy, nó giống như kiểu anh em đang dùng một cái điện thoại đấy, cứ tưởng tượng như thế, anh em như kiểu anh em đang dùng màn hình của điện thoại, cứ tưởng tượng như thế là chuẩn. Bây giờ mình cùng thử bật một video lên xem nó như thế nào nhá. À nào, bây giờ thì dựa vào những gì mà mình đang nhìn thấy ở đây ấy, thì mình có thể cảm thấy rằng là cái màu sắc của nó cũng rất là đẹp anh em nhá. Tức là nó vẫn rất là đủ để cho anh em có thể xem phim, chơi game, làm việc thoải mái. Với một số cái màn trong tầm giá này ấy, khi mà anh em bật màn lên phát nhá, là nhìn thấy sai luôn, là nhìn cảm thấy mình ui
Hỏng rồi, thế là hỏng rồi, đúng không? Nhưng mà mình nhìn trên chiếc màn hình này thì mình thấy rất là bình thường, sử dụng rất là tốt. Và anh em biết rồi đấy, Zhao Huo thì họ cũng không phải là một hãng khá là lớn, nhưng mà họ không lớn về khoản màn hình mà họ lớn về khoản đó chính là camera surveillance, đúng không? Camera chống trộm các thứ kiểu. Và việc mà họ bước chân sang cái ngành này ấy, thì nó cũng là một cái bước tiến rất là tốt để giúp anh em có những cái sản phẩm rẻ hơn. Nhưng bây giờ để kiểm chứng được sức mạnh của Zhao Huo, mình sẽ sử dụng thiết bị cân bản để kiểm tra màu sắc của em này nhá. Đây, anh em thấy đây là chúng ta sẽ có thiết bị Spider Elite. Bây giờ mình sẽ cắm vào setup để test nhá. Đây, mình đã vào đây là Display Analysis này. Và mình sẽ lựa chọn đó chính là Color Accuracy nhá. Begin Test này. Đấy, bây giờ mình sẽ test hẳn 48 màu luôn cho anh em xem. Được chưa? Rồi, kết quả đã về. Bây giờ thì mình sẽ lưu tên profile của Zhao Huo vào nhá. Ok anh em ơi, thì hiện tại đây chúng ta có thể thấy nhá, là chiếc màn này size chính ở phần màu đen và phần màu xanh anh em ạ. Đấy, size nhiều nhất là phần màu xanh. Nhưng mà nhá, về trung bình này, chúng ta sẽ đạt được con số là 1,8. Là cái delta trung bình của này, nó cũng chỉ là khoảng tầm 1,8 thôi. Nó vẫn đúng màu ở rất là nhiều các khoảng nhá. Ví dụ như là màu vàng này, đấy, những màu xanh lá cây ở chỗ này này, và những màu trắng thì cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, điều đấy sẽ khiến cho màn này như nào vẫn rất là phù hợp để cho anh có thể sử dụng cho những công việc bình thường. Một tấm lens VA ấy mà được một con số 1,8 như này ấy, thì đúng là quá là thực sự là ấn tượng ấy, thực sự là ấn tượng. Với mức giá chỉ có như này mà được có 1,84, đấy, chính xác là 1,84 thì đúng là quá là ấn tượng. Nếu mà anh em muốn mua chiếc màn như này ấy, thì anh có thể check ngay đường link dưới mô tả của chúng mình nhá. Đây là một hãng gọi là không phải là hãng mới, nhưng mà đây là màn mới, ok chưa? Màn mới và anh em rất là đáng mua nếu mà đang có nhu cầu cơ bản cho việc sử dụng trên máy tính chúng ta. Rồi, nếu mà anh em có thấy video này đem lại được những thông tin cơ bản rất là vui vẻ, rất là hấp dẫn cho anh em thì hãy bấm like và subscribe nhờ. Và nếu mà anh em muốn mua chiếc màn này thì hãy bấm ngay vào đường link dưới mô tả cho mình nhé. Rồi, hẹn gặp anh em tại một video tiếp theo nha.